trong nhóm của tôi thì ước mơ là bạn sẽ phát triển phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam, hay là có người bạn thì ước mơ được làm YouTube. Thì đối với tôi, tất cả mọi người cũng sẽ đều có những cái giấc mơ riêng của mình, nhưng mà sâu thẳm trong tất cả các giấc mơ đấy thì các bạn đều mong muốn là mình có thể lan tỏa sức ảnh hưởng của mình với những người xung quanh để biến mình trở thành một người quan trọng và không ai có thể quên được mình. Nhưng mà nếu như tôi thay đổi câu hỏi đấy thành là bạn đã hành động như thế nào, bạn đã tác động ra sao với môi trường của mình, thì liệu trong cái phòng này có bao nhiêu người giơ tay để trả giơ tay đồng ý rằng bạn đã từng vứt tạm cái khăn giấy vừa dùng để môi trường không bị ô nhiễm, bao nhiêu người sẵn sàng đi các phương tiện công cộng để mà không khí của Hà Nội bớt ô nhiễm đi, và bao nhiêu người sẵn sàng bỏ một chút phần tiền lương mà mình kiếm được hàng tháng để có thể sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường. Thưa quý vị, vấn đề về môi trường là một vấn đề quá quen thuộc của chúng ta. Theo như báo cáo thì một người dân Việt Nam sẽ sử dụng 41,3 kg rác thải nhựa và thải ra môi trường 1,8 triệu tấn, khiến Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia xả thải nhựa nhiều nhất. Thế nhưng mà báo cáo nhiều là vậy, nhưng các doanh nghiệp hóa dầu của Việt Nam thì vẫn đang trong bài toán giải quyết làm sao để có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng lớn sử dụng nhựa. Trong khi đấy, tuy có rất nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm sinh học từ phế phẩm nông nghiệp, nhưng mà phần lớn chúng thì lại đang được lãng phí trên các cánh đồng của chúng ta và gây ảnh hưởng xấu tới không khí của các vùng quê. Từ những vấn đề thị trường vĩ mô như này, chúng tôi đã tập trung đi tìm vấn đề thực sự của ngành F&B, đặc biệt là các quán cà phê xanh, bởi đây là ngành rất nhạy cảm với sự thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Bằng chứng là hiện nay đã xuất hiện 600 quán cà phê xanh. Họ đã tìm đến những giải pháp thay thế nhựa dùng một lần, hay còn được gọi là nhựa dầu mỏ, bằng các sản phẩm như là sản phẩm từ cốc giấy, cốc tre, cốc chứa. Thế nhưng mà những cái sản phẩm này thì lại đang gặp những cái khó khăn về chất lượng sản phẩm, và đấy chính là khoảng trống thị trường để ACQ bước vào và khẳng định vị thế của mình. Giải pháp của chúng tôi đưa ra thì chính là việc biến rác thải nông nghiệp là rơm rạ, là lõi ngô trở thành nhựa sinh học VHA với mô hình kinh doanh B2B, bắt đầu từ việc thu gom phế phẩm nông nghiệp từ người nông dân, từ chính quyền địa phương để sản xuất ra hạt nhựa sinh học. Hạt nhựa này sau đấy sẽ được chuyển tiếp tới các đối tác gia công của chúng tôi để tạo nên thành phẩm cuối cùng là cốc, là ống hút để được sử dụng trong các chuỗi cà phê. Chúng tôi tin rằng với mô hình này, dự án sẽ có thể lan tỏa được chuỗi giá trị bền vững tới nhiều bên và giúp tạo ra giải pháp cho các thương hiệu xanh. Điểm vàng của đề án đến từ hai điểm. Thứ nhất là về quy trình sản xuất nhựa sinh học khác so với các sản phẩm nhựa sinh học khác, thì sản phẩm của chúng tôi tận dụng nguồn rác thải nông nghiệp thay vì là sử dụng tinh bột mà thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng về lương thực, và từ đấy thì rác thải nông nghiệp sẽ được chuyển hóa thành glucose, và bằng cách này chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đang tạo ra giải pháp để có thể giải quyết bài toán xử lý rác thải nông nghiệp. Điểm vàng thứ hai đến từ sản phẩm nhựa VHA của chúng tôi. Đây là nhựa có thể phân hủy trong vòng 3 đến 6 tháng ở môi trường đất và không tạo ra hạt vi nhựa. Sản phẩm nhựa này cũng có thể thích hợp cho sản phẩm dùng một lần hay là sản phẩm tái chế, và bởi vì có những các tính năng tương tự như là nhựa dầu mỏ, thế nên nhựa VHA sẽ vượt trội hơn trong việc cắt giải pháp từ cỏ, giấy hay tre về năm tính năng này, và đặc biệt là nó sẽ an toàn hơn với sức khỏe người tiêu dùng khi không chứa các hóa chất độc hại. Nhắc tới ACQ, chúng tôi mong muốn rằng người tiêu dùng sẽ nhớ tới thương hiệu thân thiện với môi trường, rẻ hơn mà bền hơn và an toàn với sức khỏe. Với niềm tin vào sản phẩm như vậy, chúng tôi kỳ vọng năm 2020 sẽ là dấu mốc thay đổi của dự án khi tiếp cận thị trường, với việc là sẽ ký kết hợp đồng với 5 khách hàng đầu tiên và nâng con số là phục vụ 50 quán cà phê trên thị trường mục tiêu. Ngoài ra, chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ đẩy mạnh thương hiệu hơn nữa tới 80 thị trường tiền tiêu và khẳng định vị thế của mình là cốc nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn, để có thể đạt được những mục tiêu như vậy trong năm đầu tiên vận hành. Thì chúng tôi sẽ cần tổng chi phí đầu tư lên là 1,5 tỷ VND để có thể xây dựng được nhà máy, khảo sát thị trường và hoàn thiện sản phẩm của mình. Dự kiến theo dự báo tài chính của chúng tôi thì đến năm
thứ ba chúng tôi sẽ bắt đầu có lãi và hoàn vốn vào năm thứ năm. Hành trình vừa qua của ACCU thì không phải là hành trình của 4 thành viên với sinh viên trường đại học ngoại thương, mà đó còn là hành trình của các cố vấn kinh doanh và cố vấn nghiên cứu sản phẩm. Hành trình đó thì sẽ còn rất là dài, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn tự hào rằng 2 năm vừa qua thì chúng tôi đã đạt được những sự tin tưởng và khẳng định được tiềm năng của dự án bằng những sản phẩm, bằng những giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, và gần đây nhất là 5.000 đô kinh phí hỗ trợ từ quỹ cộng đồng Aviva và 2.000 đô giải thưởng Social Business Concept Award của Đại học Hack Montreal, Canada. Khởi nghiệp thì 2 phút. Khởi nghiệp sẽ còn dài, còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi cũng biết rằng cố gắng và đam mê nó chưa đủ. Điều quan trọng là chúng tôi cần phải tiếp cận thị trường để đạt tới mục tiêu là chiếm lĩnh 10% thị trường tiền mục tiêu trong năm 2021 và 2022, để hướng tới tiền đề là sẽ đẩy mạnh sang cả các ngành hàng khác. Những kết quả của chúng tôi thì được thể hiện ở con số ở đây là 13 tấn nhựa sinh học và 26 tấn rác thải nông nghiệp. Thế nhưng mà ACCU không giới hạn cái khả năng phát triển của mình bằng những con số trong dự án 3 năm hay 5 năm sắp tới, mà chúng tôi luôn trăn trở là làm thế nào để có thể thay đổi được nhận thức và hành vi của người tiêu dùng. Bởi chúng tôi thì vẫn luôn luôn theo đuổi cái ước mơ của mình là hãy hành động vì môi trường. Vậy còn bạn, liệu bạn có sẵn sàng làm sống lại cái giấc mơ là thay đổi thế giới ngày xưa hay không? Hay bạn sẽ cứ tiếp tục chìm trong những cái suy nghĩ bó hẹp rằng mình phải làm việc ở các tập đoàn lớn, phải theo đuổi những tham vọng này, tham vọng kia thì mới có thể trở thành người quan trọng? Bởi ACCU là như vậy, chúng tôi hành động vì môi trường. ACCU, ACCU, Save Life.